Honda CBR 300 ít xăng đi. À, làm máy dọn kiểm để tìm tới xe Khánh, giờ giao xe cho anh em, giờ chủ xe tới lấy anh em ha. Tới lấy xe nè ha. Rửa xong báo ngày trước rồi ha. Đây, bụi hơi bám rồi. Giao vào chủ xe nha anh em. Honda CBR 300 anh em ha. Xe này làm máy với lại dọn kiển nguyên con nha anh em. Đây, rất là đẹp anh em ha. Tem CBR nhìn quá ngầu. Nhận tân trang dọn kiển làm máy cho mô tô khối lớn nha anh em. Nhận tất cả dòng mô tô nè ha. Honda, Kawasaki, Yamaha, Ducati, Aprilia. Anh em tới địa chỉ tìm giữ xe Khánh ha, 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 nha nè. Anh em ở xa muốn dọn xe, gửi xe cho Khánh hoặc là mua phụ tùng thì liên hệ Khánh ha, 038-9910-535. Ship hàng toàn quốc cho anh em ha. CBR 300 làm máy nguyên con nha nè, làm máy sơn xe dòng kiển nguyên con ha. Rồi, chào tất cả anh em.